nay thì em xin phép được giới thiệu đến anh em dòng sản phẩm máy mài góc của Makita. Trước tiên là bộ sản phẩm thì gồm có như anh em thấy trên màn hình đấy ạ, gồm có một thân máy này, hai pin này, một sạc này. Sạc này sử dụng điện 220 anh em nhé. Một cover bảo vệ, một dụng cụ tháo đá và một tay cầm. Thì để tri ân anh em, hôm nay em sẽ tặng cho anh em một món quà rất là hữu ích, rất là giá trị. Đây thưa anh em, một lưỡi cưa xích. Thì anh em có một bộ sản phẩm như thế này, cộng thêm một lưỡi cưa xích. Lưỡi cưa này rất là tiện dụng anh em nhé. Sau đây thì em sẽ giới thiệu cho anh em về máy. Đây, máy sử dụng đầu lắp đá 100 anh em nhé. Tất cả phần này là kim loại này. Cò đẩy. Cò này là cò khởi động mềm anh em nhé. Cò khởi động mềm chứ không phải tại cái máy nó yếu nên nó lên chậm đâu. Cò khởi động mềm. Tốc độ của máy thì rất là cao anh em nhé. Lên đến 11.000 vòng trên phút. Tốc độ máy sử dụng động cơ 118V, tốc độ tối đa của máy lên đến 11.000 vòng phút nhé. Máy có tên là DGA540. Thân máy thì rất là nhỏ gọn, máy sử dụng động cơ Brushless không chổi than nha anh em nhé. Ký hiệu này, BL Motor, Brushless Motor anh em nhé. Nghĩa là động cơ không có chổi than nên nó rất nhỏ gọn, nhẹ nhàng và tiết kiệm điện năng anh em nhé. Động cơ không chổi than thì sẽ rất tiết kiệm điện năng. Em đã có một video giới thiệu cho anh em rồi. Thì giới thiệu cho anh em về cách phân biệt và những sự khác biệt giữa động cơ có chổi than và không chổi than. Cò khởi động mềm này, máy có hai hàng đèn anh em nhé, hàng đèn báo pin và hàng đèn báo tốc độ. Đây em sẽ test cho anh em xem, hàng đèn báo pin và hàng đèn báo tốc độ nhé. Chậm này, nhanh này, rất nhanh này, anh em nghe cảm nhận được tiếng máy không ạ? Đấy, hàng loại 1 thì có hai hàng đèn rất là sáng, màn hình to. Hàng đèn, hàng này báo pin và hàng này báo tốc độ anh em nhé. Anh em lưu ý trên thị trường thì có rất là nhiều dòng máy. Tí nữa em sẽ cho anh em xem một dòng máy khác. Cái dòng máy này thì nhà em không, dòng máy đấy thì nhà em không bán. Pin của máy thì vẫn như các dòng máy pin khác. Pin của Makita 5A 118V công nghệ Lithium-ion. Vẫn như các dòng pin khác nhé, nhà em cam kết cho anh em pin tím. Khi anh em nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái, test hàng, anh em có thể nhìn qua cái khe pin này rất dễ dàng thấy cái cell pin ở trong nhé. Vâng, nói gì thì nói nó phải thực tế. Nên là hôm nay em đã bóc quả pin ra cho anh em xem. Đây, Makita 5A 118V lithium ion. Đây, quả pin này anh em thợ thì nhìn phát biết luôn là pin gì anh em nhé. Đây là dòng pin hiện tại đang tốt nhất trên thị trường. Với quả pin này thì anh em có thể sử dụng chiếc máy trong khoảng, tức là bật liên tục trong khoảng 1 đến 1,5 giờ anh em nhé. Trong 1 đến 1,5 giờ mà cốc sạc thì đã được cải tiến lên điện 220V. Vâng, và đây thì em đã bóc một chiếc máy ra cho anh em xem. Đây là phần bộ chuyển động của máy nhá. Bộ chuyển động của máy này, nhông này, kim loại nhá. Nhông này mà anh em còn bảo là nhựa nữa thì em chịu. Đây, nhông của máy là nhông kim loại. Lõi của máy. Đây là phần ruột động cơ anh em nhá. Ruột động cơ không chổi than nên nó rất là nhỏ gọn, rất là nhẹ nhàng nhá. Đây là ruột động cơ. Còn đây, phần động cơ ở trong là lõi đồng nguyên chất 100% anh em nhé. Nhà em cam kết mãi rồi, nói mãi rồi, không bán đồ chơi trẻ em. Hàng loại 1 thì có 3 tốc độ và có một hàng đèn báo pin nữa, nghĩa là có hai hàng đèn màn hình rất là to. À, giới thiệu sơ qua cho anh em. Đây là lưỡi cưa xích nhé. Phần này đây là cái bình để anh em cho dầu vào để nó sẽ tự chảy xuống phần lưỡi cưa, bôi trơn cho lưỡi cưa. Tay cầm rất là chắc chắn, tấm chắn an toàn. Anh em bên em sẽ gửi về cho anh em đủ bộ để anh em có thể lắp rất dễ dàng nhé. Lắp rất dễ dàng, nó sẽ thành như thế này.